Về sàn đây. Chúng ta chọn đây thì bây giờ tôi sẽ bố trí cái sàn lên trên tầng 2. Ví dụ như sàn lên trên tầng 2 nó sẽ là cái sàn bê tông cốt thép đúng không ạ? Thì mình chọn vào sàn bê tông cốt thép này. Còn ví dụ như ở đây này các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái phần như sau. Chọn là sàn bê tông cốt thép này. Về tầng 2 này. Về tầng 2 chúng ta chưa nhìn thấy sàn bê tông cốt thép đúng không? Chúng ta vào phần kiến trúc này hoặc là vào kết cấu cũng được. Vào kết cấu thì chúng ta chọn luôn sàn này. Là ưu tiên là structure floor trước. Đây chọn đây. Thì ta chọn là sàn bê tông cốt thép này 120 là đã thiết lập đúng không? Ta bố trí đây thì các bạn có thể bố trí theo từng gì từng miếng như tôi vừa bảo ấy đây như thế này. Như khi các bạn bố trí này ấy, thì các bạn sẽ tránh bị nhầm lẫn nhiều hơn, còn cái kia thì nó sẽ bị liên quan đến việc là gì join. Còn như này thì ví dụ như chỗ này vệ sinh thì chúng ta sẽ không bố trí chẳng hạn, ví dụ như này, hoặc cái này là ô thang không bố trí chẳng hạn. Đấy, ví dụ chỗ này vệ sinh ra bố trí một ô khác ạ. Thì đây là những ô sàn như này. Cùng cốt, ấn Finish này. Đây, mọi người nhìn 3D. Mọi người thấy cái tế thấy ô sàn này đúng không? Đúng chưa? Thì các bạn để chọn ô sàn này và các bạn trừ xuống 50 này. Đầu tiên. Đúng chưa? Còn tất cả những cái này nó đều phải tịnh tiến xuống 50 đúng không? Thì để mà chúng ta chọn này, chúng ta không thể chọn được như kia nữa. Vì cái kia nó chỉ có mỗi rằng nữa. Là một tên chúng ta chọn đây, chuột phải đây. Select. Visual View là nó chọn toàn bộ cả cái tầng trên này nữa. Thì bây giờ để chọn được cái này ấy, thì chúng ta có thể quét toàn bộ ngang qua cái tầng này. Anh thấy không? Thì nó bao gồm cả sàn và cả dầm và các loại. Thì ta sẽ chọn vào đây là gì? Filter. Thì ta sẽ check none đi và ta chọn những cái mang tên là structure đứng trên đầu này. Mười thấy không? Ok. Thì mình chọn vào cái dầm này, rồi nhập đây là bao nhiêu? Trừ 50. Ok. Người thấy không? Thì cái sàn này nó xuống 50, còn đương nhiên cái cột này cũng vậy thôi. Ta sẽ có cái tịnh tiến ở đây là bao nhiêu? Trừ 50. Và đây cũng là trừ 50. Ok, thằng này nó âm xuống 50 và cái này âm xuống 50 đúng không? Thì tương tự như vậy thì ta cũng chọn luôn cả cái dầm bên trên này luôn đi. Chọn đây. Và ta đánh vào đây là bao nhiêu? Trừ 50 trước. Đúng không? Còn cái sàn ngoài này thì ta chọn tầng 2 đây. Thì sàn bê tông đây thì ta chọn vào floor đây. Structure đây, chọn đây. Và ta sẽ vẽ ở đây là sàn gì? Đây. Hai cái sàn này là sàn ở bên ngoài nó sẽ âm xuống bao nhiêu? Đây. Nó sẽ âm xuống bao nhiêu thì tùy ở chúng ta. Ví dụ như chúng ta muốn làm sàn ngược chẳng hạn, trừ xuống 300. Đây. Thì các bạn sẽ thấy bên dưới này nó sẽ làm sao? Nó sẽ phẳng. Đây. Đúng không? Còn trừ xuống 100 thì nó sẽ là như này. Đấy, sàn đấy nhỉ. Người thấy không? Người hiểu vấn đề không nhỉ? Đó, thì đây là cách mà chúng ta làm sàn, các loại sàn. Thì cái mô hình kết cấu này kể cả nhà cao tầng hay nhà thấp tầng hay là bao nhiêu kiểu kiểu gì ấy. Thì đây là phần hầm hay phần móng hay phần mái hay là phần tầng điển hình. Thì tầng điển hình mình chỉ cần vẽ một tầng thôi. Mình group lại sau này mình copy lên sau. Còn mình cứ làm với tầng điển hình á. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Đấy thì khi thay đổi các cái về phần kết cấu các thứ ấy thì cập nhật mô hình này thì kiến trúc các thứ nó cũng cập nhật theo và luôn luôn khớp nhau ấy. Nó tránh cái tình trạng ví dụ như mình làm theo cái phương án theo cái cách truyền thống ấy thì là chúng ta vẫn vẽ kép mà chúng ta khớp ấy, khớp là khớp mặt bằng. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Nó khớp mặt bằng ấy, lấy layout khớp mặt bằng. Còn ví dụ như là kết cấu bên kia họ có thể làm kép nhưng mà kiến trúc của chúng ta làm Revit ấy thì chúng ta có thể là vào mặt bằng kết cấu này. Chúng ta insert tất cả vào đây và mình tag tất cả các kích thước dầm này này. Nó có chuẩn hay không? Nhưng thường thì vẽ kết hay bị sai lắm. Tôi làm rất nhiều dự án cao tầng mà tôi biết là kết cấu ấy. Vì họ khả năng của kết cấu để mà đọc bản vẽ giống như kiến trúc sư nhá. Để mà có khả năng tư duy về hình học ấy. Để mà làm ấy. Đã vẫn còn còn ít hơn ấy. Nên là khi mà mình làm vào ấy, bắt đầu khớp nối ấy, mình bắt đầu mình mới chỉ ra chỗ cái dầm này nó vào cái dầm kia như thế nào, chỗ này nó nhô cái dầm này ra, hai cái dầm này đang lệch cốt nhau ấy, khi mình vẽ mô hình 3D ấy thì mình mới nhìn thấy điều đấy thì mình mới phản hồi lại với họ. Chứ còn bình thường ấy thì họ sẽ biết là theo kinh nghiệm ấy thì vẽ nhiều là cái dầm này 500 rồi các cái dầm kia nó ra, xong rồi cả cái cốt sàn hạ xuống âm, ví dụ như là cái sàn, ví dụ thường như các cái sàn cao tầng ví dụ như là sàn landscape ấy nó có cảnh quan ấy, nếu bắt đầu những cái sàn đấy là công kết cấu là bắt đầu ông nó giật tầm khoảng 3 cốt thôi là bắt đầu là dầm riết là loạn sinh ngẫu hết ở đây ngay đấy. Thì cái mô hình này nó sẽ giải quyết chúng ta được vấn đề rất nhiều.
Thì đây tiếp tục đây thì chúng ta sẽ có cái sàn vệ sinh ở đây. Thì sàn vệ sinh thực ra thì nó cũng sẽ có là cái sàn kết cấu này chẳng hạn. Sẽ đây nhưng mà tôi muốn cái sàn này là sàn bê tông cốt thép nhưng mà nó chỉ dày bao nhiêu thôi? 100 đây chẳng hạn, đúng không? Đúng không? Chọn đây 100, có nghĩa là nó sẽ gạn đúng không? Mà 20 đây chẳng hạn, đúng không? Để lệch 20 chẳng hạn, ví dụ như vậy, chọn đây. Như này. Như này. Có nghĩa là tôi sẽ gạn ở phần bê tông chứ không phải gạn ở phần gì? Phần tranh cốt nữa. Thì ví dụ như này, tôi chỉ hạ nó xuống bao nhiêu thôi. Trừ nó xuống 70 chẳng hạn. Thì đây, thì mặt dưới của nó làm sao? Sẽ bằng nhau. Đấy nhá. Còn nếu mà không thì mình vẫn trừ xuống 50 như bình thường thì cái này cũng chẳng chết ai cả. Đây. Nhưng mà sàn vệ sinh thì mình đổ mỏng hơn một chút. Đúng không? Thì ví dụ mình muốn tiết kiệm chẳng hạn thì cái những cái đấy. Thì đây những cái này. Thì những cái này nó sẽ là tối ưu, ví dụ như là những cái này nếu mà thiết kế với cái khối lượng lớn thì nó sẽ là tối ưu. Nếu mà kết cấu, nếu mà các kỹ sư kiểm soát ngoài công trường quản lý dự án hoặc là ban kiểm soát ấy, nếu nó quản lý tốt ấy, thì nó cả một sàn nó cũng tiết kiệm được tương đối, cả một dự án mỗi thứ là một tí mà. Vì có những ví dụ như là tiết kiệm cái đấy nhưng biện pháp thi công nó có ảnh hưởng không chẳng hạn. Thì thường những cái này nó không ảnh hưởng vì cái phần vệ sinh này nó chỉ đổ mỏng đi một chút thì không sao cả. Nhưng mà tính toán lực ok là ok vì vấn đề cốt pha ghép vẫn như vậy mà. Đấy thì vấn đề nó đổ mỏng đi nó sẽ giảm đi, ví dụ như bảo là mỗi tầng tầm khoảng 10 cái vệ sinh chẳng hạn đúng không? Nhân với 20 tầng chẳng hạn. Đúng không? Là 200 cái vệ sinh mà nó dày như thế là khối lượng nào nó cũng giảm chứ. Mỗi thứ một tí. Đấy thì tối ưu trong việc thiết kế về phần kết cấu cũng là những cái mà chúng ta đáng phải học hỏi. Chứ còn bản chất của chúng ta là tư vấn thì làm sao chúng ta cũng sẽ chỉ làm sao chỉ cho những cái lớn là những cái đấy thôi đúng không? Còn đâu là cứ an toàn là trên hết chẳng hạn đó. Thì mọi người sẽ thấy đây, còn ví dụ như cái sàn bên trên này mà tôi muốn tất cả cái này nó là một cái sàn phẳng chẳng hạn thì chọn đây, các bạn có thể ấn Ctrl C này, Ctrl C trên bàn phím nhé, nếu nó giống như hệt nhau thì paste ở đây giống như dầm ấy, align sẽ level chọn tầng nào, tầng 3 chẳng hạn. Ok. Thế bạn sẽ thấy cái sàn này được copy lên tầng gì? Tầng 3 như này. Bạn thấy không? Các bạn có thể click đúp đây, các bạn có thể làm sao? Sửa nó. Sửa nó bằng cách nào? Ví dụ chúng ta phải về tầng 3 đây, ta sửa nó như thế này. Thì chỗ này nó không thuộc phạm vi của cái này nữa thì chúng ta có thể xóa này đi chẳng hạn, đúng không? Chọn lên đây chẳng hạn. Đúng không? Sàn này nó phẳng chẳng hạn thì mình cứ sửa ra đây. Còn chỗ này nó không có u này nữa. Ta hạn chế đi. Đấy. Ta cầm giữ chặt chuột trái kéo ra thôi. Đấy. Còn vị trí này chúng ta có thể thêm vào đây nữa. Đúng không? Thì chỗ này nó không chênh cốt nữa mà. Đúng không? Như này chẳng hạn. Finish. Về 3D. Mọi người sẽ thấy sàn đây không? Và sàn này nó ông 50. Nó phẳng nghe này. Mọi người thấy không? Mọi người hiểu vấn đề không nhỉ? Thì nếu mà chúng ta vẽ một đối tượng như này. Chẳng hạn sau này chúng ta chọn lỡ may này. Ta duplicate. Nó có số 2 đằng sau rồi này. Ok. Thì khi các bạn vào vẽ thì các bạn chọn vào sàn này. Thì các bạn sẽ thấy đây nó có hai cái đối tượng như này này. Và cuối cùng là có chỗ lúc chỗ thì bố trí cái này, lúc thì chỗ bố trí cái này này. Nó bị loạn và đến lúc không kiểm soát được. Các bạn biết vì sao? Vì những cái này không kiểm soát từ đầu ấy. Thì các bạn sẽ thấy là nó bị loạn lên về sau cái mô hình ấy, mô hình chỉ được về mặt 3D thôi. Còn đâu nó về thống kê rồi bản vẽ thứ nó tung lum hết, nói chung là nó rất là rác. Và thà vẽ lại còn hơn đấy. Đấy thì cái này tôi phải cảnh báo ngay từ đầu. Thì cái việc để xóa cái này đi ấy, thì mình chỉ cần vào đây thôi. Ví dụ như mình muốn cấu kiện nào thì mình sẽ tìm trong family này. Và em sẽ nhìn thấy ở đây ví dụ như là floor. Nhìn thấy chữ floor không? Chọn floor này. Thì ở đây nó sẽ có floor này. Thì mình có thể nhìn thấy đây là nó có các cái đối tượng của sàn đấy đúng không? Ví dụ những cái sàn này mình không dùng nữa nhé. Đúng không? Mình chọn đây này, mình có thể delete đi này. Sàn này cái đối tượng này delete. Nhưng mà cái đối tượng này delete ấy, là delete khi nào? Nếu mà những đối tượng như thế này ấy, mình delete được. Nhưng mà những đối tượng này có delete được không? Không delete được. Đấy nhá, đây delete phát là nó sẽ delete luôn cái gì? Đối tượng này, nhưng cách này ấy thì là phải cách những người biết rồi thì mới nên dùng. Nhá. Còn cách thứ hai là cách này là chắc cốp nhất và là manager.
nó có phần ở đây là phần PU ấy, giống như trong két ấy, loại bỏ những cái đối tượng đi ấy, thì chọn vào đây, sau mình mới chọn vào sàn. Chọn vào sàn này thì em sẽ thấy là những cái đối tượng phải check none đầu tiên á, check none là check toàn bộ các cái đối tượng này á, và mình chỉ focus vào sàn thôi. Thì đây là những cái đối tượng này là những đối tượng chưa được bố trí này, mọi người có thấy không, những cái sàn này nó bị lỗi này, nó đã chưa được bố trí vào công trình, thì những cái này chưa được bố trí vào công trình, và chúng ta chọn này và là có 10 đối tượng này, ok, là nó sẽ có xóa bỏ đi. Và lúc này chúng ta sẽ thấy đây là chúng ta chỉ còn lại những đối tượng sàn chúng ta bố trí thôi, thấy không. Ví dụ như cái này này, cái này bây giờ lại là số 2 này, bởi vì là cái số 2 mới là cái mình đắp đi kết lên, còn cái số 1 mới là cái không dùng đấy. Thì bây giờ mình phải sửa đi, ví dụ còn một mình cái này là edit đi, rồi rename đi, các bạn phải sửa cái đối tượng này đi đấy. Thì bây giờ nó sẽ thống nhất là như thế này. Và mọi người sẽ phải hiểu là sau này vẽ teamwork ấy, là người leader ấy, là một người đưa ra toàn bộ spec hết, có nghĩa là trong cái công trình này có bao nhiêu loại lát sàn, spec lát sàn vị trí nào chỗ nào, là nó đã có một cái bảng hướng dẫn hết rồi, và người ta tạo sẵn rồi, những người vào làm không cần phải tạo nữa, và chỉ lấy theo đúng cái spec đấy để bố trí vào đúng vị trí thôi. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ?